Điều này không chỉ giúp giảm áp lực dân số lên lõi trung tâm mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các đô thị mới, trong đó có khu đô thị biển Thanh Long Bay, tại Kê Gà Bình Thuận. Sống tại ngoại ô làm ở thành phố. Trong những năm gần đây, làn sóng di rời từ lõi trung tâm sang các đô thị vệ tinh đã phát triển tại các thành phố lớn như Seoul, Hàn Quốc, Paris, Pháp hay New York, Mỹ. Để giảm tải áp lực lên cơ sở hạ tầng, giảm mật độ dân cư và các tác động đến môi trường sống, việc di rời những chức năng của khu vực trung tâm như khu công nghiệp, giáo dục, y tế, thương mại sang vùng vệ tinh là điều tất yếu. Nguyên nhân có thể được giải thích bởi sự gia tăng về nhu cầu thụ hưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, dưới sự tác động từ môi trường ô nhiễm, nhiều người trẻ chấp nhận di chuyển một quãng đường xa hơn để có thể sống gần với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích về y tế, giáo dục, giải trí. Xu hướng sống ngoại ô cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu làm việc tự do và làm việc từ xa đang phát triển. Hệ thống giao thông hạ tầng phát triển, kết nối thuận tiện các khu vực lân cận cũng củng cố xu hướng di dân ra các đô thị vệ tinh. Với sự phát triển của hệ thống đường cao tốc, đường kết nối liên vùng, việc di chuyển từ thành phố lớn đến các vùng ngoại ô trở nên dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia, việc phát triển các đô thị vệ tinh là hợp lý, đã được các thành phố lớn thai nghén thực hiện từ lâu với mục đích giãn dân ra khỏi khu trung tâm và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Tuy nhiên, các cực phát triển hiện nay đang gặp tình trạng vị trí khá gần với trung tâm hiện hữu, không tạo được khác biệt to lớn và không có nhiều tính chất cải thiện chất lượng sống. Trong thời gian gần đây, Bình Thuận được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho việc đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư trong tương lai. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông xe vào tháng 4 năm 2023, rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Thuận xuống còn khoảng 2 giờ đồng hồ, đã tạo cú hích đưa nơi đây vươn lên trở thành điểm đến thường xuyên của thị dân Sài Gòn. Con số này tương đương với thời gian di chuyển giữa các khu vực nội thành vào giờ cao điểm như quận 7, quận 12, quận 1 TP Thủ Đức. Với 192 km đường bờ biển cùng nhiều bãi biển đẹp với cảnh quan thơ mộng, hơn 300 ngày nắng ấm quanh năm, Bình Thuận thích hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, lẫn an cư, sinh sống lâu dài. Đón đầu làn sóng an cư, Bình Thuận cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn với 9 khu công nghiệp lớn và doanh thu nửa đầu 2023 ước tính đạt 4.050 tỷ đồng. Dự báo khi sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò làm điểm trung chuyển giúp Bình Thuận dễ dàng tiếp cận làn sóng chuyên gia, lao động tay nghề cao đến sinh sống và làm việc. Điều này sẽ đặt ra nhu cầu nhà ở lớn trong tương lai gần, trong khi nguồn cung dự án nhà ở tại Bình Thuận đang khá ít. Đón đầu xu hướng sống phố bên biển, Thanh Long Bay là một trong số ít dự án tại Bình Thuận có quy hoạch nhiều loại hình từ căn hộ, nhà phố, biệt thự cho đến khách sạn mini, với tổng quy mô lên đến 90 ha. Thanh Long Bay được ví như một thành phố thu nhỏ hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sống làm việc đầu tư với chuỗi tiện ích đa dạng, từ chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao, đến các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, du lịch. Với 2 km đường bờ biển ôm trọn dự án và hệ sinh thái sản phẩm phong phú, Thanh Long Bay được kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn dành cho những C.